tái chế lại để mình trồng hoa ha. Rồi chai này mình sẽ cắt ra rồi mình gắn vô cái cây này nè, mình làm trồng hoa 10 giờ ha. Còn những cái can này nè mình cũng sẽ cắt ra mình trồng cải, mình bứng mấy cái cải bên vườn đó mình bỏ vô đây mình trồng cho nó to hơn nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm cái này nha, mình sẽ cắt cái này ra ha. Bây giờ bắt đầu mình cắt cái này nha. Cái chai thì nó có cái nhấn tới đây nè mọi người, mình cắt tới cái ngay cái chỗ cái nhấn này ha. Bây giờ mình sẽ dùi mấy cái lỗ này nè. Cái người ta làm thì người ta có cái máy khoan để khoan á, còn mình không có, mình lấy cái cây này mình khoan nha. Mình năm nhiều cái lỗ đây đi. Cho mai mốt tưới nước á, nước nó có chỗ nó chảy. Mình vừa xung quanh nó đi. Dùi xung quanh vậy hết rồi ha. Rồi mình sẽ dùi từng cái ha, cái nào mình cũng dùi lỗ vậy hết nha. Bạn mong muốn mình tưới nước đó, cho nước nó chảy đây. Xương nào không có hạt ngoài. Rồi bây giờ bắt đầu mình xỏ cái chai này vô cái cây này nha mọi người. Thank you.
khoảng cách cỡ một gang đi mọi người. Mình cứ canh là khoảng cách một gang mình về đây nha mọi người. À, họ cái chai từ cái chai này tới chai này khoảng cách một gang. Rồi, mình đã gắn xong bốn chai này ha. Mình cưa cái cây này ra đây. Đây mình sẽ cưa cái cây này ra đây. Sẵn rồi nè. Bỏ khoảng nửa lon gì thôi. Mình đồng vô rồi. Thank you.
cái bình này mình đã cột dây kẽm lại ha. Bây giờ mình chuyển treo lên đây. Treo lên đây rồi mình sẽ đổ đất vô mình trồng cải để xanh. Xanh mình nhổ bên vườn nè ha. Bên cái đám rau bên đó mình sẽ trồng như đây. Có đi ra đường mua giùm tao cái chai cái chậu ba cái bình tái chế này mình đã bỏ đất và trồng được ba chậu cải bẹ xanh đó mọi người. Còn bên đây là cái chai, cái dàn chai mình trồng hoa 10 giờ ha. Đó, đây là tác phẩm buổi sáng của mình hôm nay đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Cảm ơn mọi người. Bye bye.